Đây là cái khu downtown nè mọi người. Khu này người Tàu ở nhiều lắm. Dưới này nó có chợ, chợ Tàu. Nãy giờ mình đi vô đây, mình đi chợ, giờ mình đi về. Chợ gần Tết đông quá, không quay được. Giờ mình ra ngoài, mình quay ở ngoài đường chút. Phía trước là cái downtown, trung tâm của thành phố. Chiều thứ sáu mấy người hãng xưởng người ta ra khoảng 3-4 giờ người ta đi chợ tranh thủ. Còn lúc nãy mình vô thì ít người lắm. Bây giờ lúc mình đi ra mình chuẩn bị về mình thấy xe vô không có chỗ đậu luôn. Ngày mai cũng đông, ngày mai một số người nghỉ thứ bảy. Chủ nhật thì thôi khỏi nói luôn rồi. Đó, phía trước mặt của mình là downtown luôn, trung tâm thành phố. Mấy cái nhà cao cao. Bây giờ mình đi ra xa lộ mình đi về. Trời hôm nay không có tiết nhưng mà rất là lạnh luôn. Gió quá, gió nó làm cho lạnh. Bây giờ mình xuống xa lộ mình đi về. Mua một ít trái cây, nói với cũng phải mua một ít trái cây để trưng như giống như mâm ngũ quả vậy đó, Việt Nam vậy đó. Cầu dừa đủ xài rồi này kia vậy đó. Nãy giờ mình ra xa lộ mình đi về. Xe nó ra cũng đông, muốn kẹt xe này luôn. Mấy người làm hãng xưởng người ta đi làm ra đó, bắt đầu người ta vô chợ nữa. Lúc này học sinh không có đi học còn đỡ, có học sinh là các ngày là kẹt cứng luôn. Nhưng mà so ra với Việt Nam thì bên này kẹt nó không đến nỗi lắm. Một chút là nó đi được. Việt Nam mình thấy xe Honda chạy lên lề đường. Bên đây xe hơi nhiều. Nhưng mà chạy rất là trật tự, mỗi người một lên. Cứ mỗi người một lên, một làn đường chạy tới hoài. Muốn sang lên thì đó, như chiếc xe đó nó đang sang lên ra đó. Xi nhan này sang lên gà cứ việc đi thôi. Giao thông rất là tốt. Bản đường chỉ dẫn rất là xa, chỉ xa lắm. Cho mình biết đường nào đi về, đường nào hướng, có bốn hướng. Đông Tây Nam Bắc. East West North South. Rất dễ đi. Là bản chỉ dẫn đường nó lớn, nó nằm ở giữa đường. Nó chỉ rất là xa cho mình chuẩn bị. Không phải Việt Nam mà nó gắn cái bản nhỏ nhỏ trong cái lề không thấy được đâu. Thành ra bên này chạy là rất là nhanh. Bây giờ là mình đang chạy 80 cây số giờ đó, chưa
nhưng mà chợ hôm nay đông quá, chợ Tết đông quá, mình người ta đang mua đồ đạc lựa chọn chen nhau, mình cầm máy mình quay thì cũng hơi ngại vướng người ta cản trở thôi. Đường tiết nó vẫn còn, nó không
cơ, nhưng mà mấy bữa nó gớt xuống nó còn nằm đó. Cái gió này bởi vì nó rất là lạnh, nó đông đá, mấy cái mặt hồ giờ đông đá hết rồi. Này, chuẩn bị quẹo vô nhà mình. Thích nghi được, nó dặn xong khi mà hết tiết trời ấm lên bắt đầu nó chỗ bông ra trước, thấy ngộ lắm, nó ra bông trước xong mới ra lá. Mấy hàng cây hành đường không tiết thì trắng xóa dưới hết luôn. Nhà một kiểu một, nhà nào cũng có sân cỏ hàng trước sân sau, đường đi giống nhau. Xin chào mọi người, bữa nay mình đi làm ra cuối tuần, mình làm ra 3:30, mình sẵn mình mới lãnh lương nữa thì mình chạy xuống chợ Tàu mình mua một ít trái cây về để mình trưng mấy ngày Tết. Chứ mà bên đây thì nói chung cũng không có Tết nhất gì, nhưng mà mình muốn trong nhà cũng có một cái dĩa trái cây để cúng giống như cái mâm ngũ quả bên Việt Nam gì đó, rồi một ít bông hoa này kia cho nó có không khí chút xíu, để cho mấy đứa con mấy đứa nhỏ mình nó biết cờ ngày này là ngày Tết của dân tộc, của cổ truyền của mình vậy đó. Chứ còn bên đây cũng không có Tết nhất gì, nhiều khi Tết mình nó ngay mùng 1 thì cũng đi làm ai cũng bận hết, cho nên thì cũng trưng trong nhà hết, bánh chưng bánh tét bông hoa này kia đó. Và mình cũng chạy đi chợ mình mua, để còn bên đây mình mua được cái gì nha, cũng mua mâm ngũ quả thì nó có cầu, mấy cầu, cái mấy cầu bên lớn mà gần 8 đô á, cũng cầu gần 8 đô, mắc quá trời luôn. Cái mua chung cho có cầu và dừa ha, đó, dừa thì rẻ, dừa trái 2 đồng mấy, cầu dừa đủ, chú đủ cũng rẻ, chú đủ cũng 2 đồng mấy 3 đồng, cầu dừa đủ xài ha, đó, nhưng mấy trái thì đủ rồi. Xài cầu dừa đủ xài, quýt luôn á, quýt này mình thấy có cuốn luôn á, mình mua có cuốn luôn, nó quýt chim nó có cuốn luôn á, nó mua quýt mua vậy là đủ rồi đó. Cầu dừa đủ xài được rồi, sao người ta nói không cầu cho nó dư mà cầu đủ xài, xài biết nhiêu cho đủ thì đủ xài là ngon rồi ha. Đó, mình mua mâm cái dĩa là giống như mâm ngũ quả đó. Thấy cái bịch cam này nó bự quá, mua luôn trái đồng, bịch này 9 trái 9 đồng, 8 đồng 9 mấy thì cũng như 9 đồng, bự quá, nhìn thấy giống ngọt. Việt Nam thích ăn cam Mỹ này kia lắm, mắc, còn bên này cam rất là rẻ, cam nho rẻ. Rồi 2,5 trái, nhỏ nhỏ thôi, dán cái không mua dưa hấu, tại dưa hấu mùa này không ngon, dán cái đỏ đỏ vuông vuông này nè, chữ gì Phước chữ gì đó, hai bên 2 trái, dán 2 cái đỏ vô đây, nhỏ nhỏ rồi gọn rồi, mua bự quá cái bàn thờ nó bị chặt. Rồi bánh mứt, mứt biến, nhìn thấy trong bọc nó ngon hơn, nó có nguyên cái mâm bự thịt bự gì mà nó bán tới 30 mấy gần 40 đồng, ở nhà mình có cái này thôi, mình mua bịch rồi đây. Mình bỏ vô để nó thôi chứ cũng ăn nhiều. Mứt bí này nhìn cũng ngon lắm, mứt gừng nè, bí mứt gừng,
ta học một tí này. Cái này à, thèo lèo cướp chuột, không biết sao người ta kêu cướp chuột nữa. Giống cướp chuột quá, mứt rừng, hai bọc mứt rừng, một bọc mứt dừa, à, như lần bỏ vô đủ, nhà có hột dưa. Thấy cái này nó làm, nó gói gì vậy mày? Nó gói giống như làm mì Hoành Thánh rồi đó. Xong để đây nè, ép lại nè, thấy hơi gặp nó bán mua luôn. Ở không mình cứu. Này nó có bán có 3.5 đồng à. Cỡ nó không mình cúng cúng, không bỏ vô ép lại rồi được rồi. Bây giờ mua con gà về chiều luộc chứ không biết ăn gì, ăn về gì biết ngán chứ. Mua gà luộc cái rau găm. Rồi chọn rau găm ăn chỉ là xong, buổi chiều nó không ngán. Xong nào giờ mình không mua mít luôn ha, mình chưa mua cái mít lần nào, thấy cái mít này tự nhiên muốn ăn không mua lại. Một lát mình xẻ thử. Cái mít này nó tới 20 bao lắm. Không biết lựa sao luôn, nên xui lại đi. Thấy trái này nó hơi vàng vàng mua lại nè. Trái này 20 bao mà nó bán để coi một bao 1 đồng 69 là trái mít tầm 30 mấy đồng. Không biết sao đây, nó hên xui kệ đi. Mà chắc không đến nổi, mình nhìn thấy cũng mấy cái mít này đâu biết được. Lần đầu tiên mình mua để lát mình chẻ thử ha. Đó, cái mít này. Hồi xưa trái cỡ này là 50-60 đô đó. Bây giờ nó hơi rẻ đó. Đó, nên mình đi chợ mình mua được nhiều. Mình lát mình để cái này lên chân. Dán cái này vô đó ha. Bỏ bánh mít rồi vô đây cho không khí. Ngoài kia có 20 cốc rồi. Trên bàn có một cái bình đào rồi, vậy rồi đại khái là thấy cũng có không khí chút xíu rồi đó. Đây cái mâm bánh mứt của mình đã bỏ vô trong này xong rồi nè mọi người, giờ mình dỡ nó ra coi nha. Dạ không đẹp lắm nhưng mà có chân gì cũng được rồi ha. Đây, mứt dừa theo lèo cứ chuột cho nên ha. Đó, mứt gừng, mứt bí, hạt dưa. Đó, đại khái gì đi để cho có bóc bóc nhiều khi uống trà chứ có uống đâu có khách khứa gì tới rồi mình chưng cho nó có gì mà. Đó, mứt bí rất là ngon, mình nói mình ăn thử. Mứt này của Việt Nam, gừng này cũng của Việt Nam, mấy cái bánh kẹo này mình nói mình coi là của bên Việt Nam nhập quá ha. Đó, chuẩn bị bao lì xì đồ sẵn nè, cái này cũng bên Việt Nam, cái công ty gửi hàng tặng cho nè. Được một xong một cái mâm bánh mứt ha, bao lì xì xong ha. Đây mình xin giới thiệu với mọi người nha, chỗ này là bàn thờ mình để ảnh của ba mẹ mình đó. Đó có cái mâm ngũ quả hồi nãy mình mua đó, để trên giữa ha, hai bên hai trái bưởi mới mua nữa ha. Mình kiếm cái miếng dán mà chưa có gặp, để chút bà xám về coi, lục lại cái miếng mà xéo xéo màu đỏ đó, dán ở giữa ha. Hai bên hai chậu cúc à. Cầu dừa đủ xài nè, quất thăng đó, có không khí thế chút xíu rồi đó. Bánh mứt có rồi, bánh tét có nữa, mình sẽ để hai đầu bánh tét lên, còn hai đầu bánh tét ở dưới nữa. Đây là cái nhánh đào mình chặt vô mình cầm nữa, bên kia mấy cái tầm sưng đại khái gì đi. Mừng mai mình nghỉ nhà mình mới dọn dẹp nên nó mới sơ nhà cửa đâu lại cái chuẩn bị ăn tết. Thôi bây giờ mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Mình cũng rất cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả những bạn bè, bà con chú bác đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Còn khoảng 2 tháng nữa mình sẽ đi ra ngoài mình làm vườn thì sẽ có nhiều clip cho mọi người xem, mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt mọi người.